Nay đầy đủ nhân viên đây, ngày 21 tây tháng 10 tụi con có đi qua bên chùa, con xin biếu cho chút quà vô chùa cho sư ông, 5 ký sườn chay, 1 thùng nước tương, 1 thùng 2 lon muối mè, 1 thùng dầu ăn, 1 thùng cháo ấy, 1 bịch su, 1 bịch cà, 1 bịch cần, 1 bịch đậu bắp, 1 bịch bầu, gửi đến cho sư ông cúng dường cho bên chùa sư ông. Con thành thật cảm ơn. Này cô Tám cúng cho sư ông.